Sáng 31 tháng 8 giờ địa phương, nhân kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Liên bang Nga đã tổ chức lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi vườn hoa mang tên người tại thành phố Vladivostok. Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok, Nguyễn Hoàng Việt cùng đại diện Hội lưu học sinh Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại vùng Primorsky, Liên bang Nga kính cẩn dâng hoa tưởng nhớ Bác Hồ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã góp công lớn khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời cũng là người đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam và Liên bang Nga. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Vladivostok được khánh thành vào ngày 5 tháng 7 năm 2019 và ngày càng trở nên quen thuộc đối với người dân Nga cũng như bạn bè quốc tế. Chiều cùng ngày, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok tổ chức gặp mặt thân mật nhân kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9.